Mới chỉ nửa đêm, các thánh online trên mạng xã hội đã rầm rộ khi thông tin về đoạn clip nóng được cho là của Lưu Bằng Quang và Ngân 98 bị tung ra. Đề tài này nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng khi được các fanpage, hội nhóm lớn nhỏ đăng bài và xin link xôn xao. Nhiều hình ảnh nhạy cảm cũng như những bài đăng với tính chất cho link được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt khiến nhiều người không khỏi bức xúc vì hành động phản cảm. Thời gian gần đây, cụm từ xin link dường như đã trở nên quá quen thuộc trên mạng xã hội, đặc biệt đối với một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Thay vì lên án hành vi vô đạo đức của kẻ đã phát tán clip, cộng đồng mạng lại tỏ ra vô cùng hào hứng với việc đi tìm kiếm link clip nóng. Đáng nói, đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ dài 1 phút 57 giây của Lương Bằng Quang và tình trẻ Ngân 98 trên thực tế chỉ là tư liệu được cắt ra từ video du lịch cũ của cặp đôi vào năm 2019. Theo đó, đoạn clip này được nam ca sĩ Lương Bằng Quang đăng tải trên nền tảng mạng xã hội YouTube vào ngày 26 tháng 11 năm 2019 với nội dung khá đơn giản, ghi lại cảnh hai người đánh răng và đùa nghịch, chứ không hề có bất cứ cảnh nhạy cảm nào như netizen rầm rộ lan truyền. Mặc dù vậy, không ít cộng đồng mạng rảnh hơi đã dùng hình cắt từ tư liệu này để cắt ghép thành nội dung phản cảm, cùng với đó là lan truyền những đoạn clip cũng như link giả để hòng câu view. Nhiều người vì ham hố đã không khỏi tảng tò khi liếc vào đường link lạ với nhiều tiềm ẩn rủi ro, có thể bay nick bất cứ lúc nào. Ngân 98 và Lương Bằng Quang vốn dĩ không còn quá xa lạ với nhiều người. Mối tình chú cháu nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng khi cả hai đều khá thoải mái thể hiện những hành động tình tứ trên mạng xã hội và có những phát ngôn choáng váng. Kể từ khi yêu nhau, Lương Bằng Quang và Ngân 98 liên tục dính phải nhiều thị phi khi cố tình khoe thân hay đụng chạm những vị trí hiểm của nhau trước bàn dân thiên hạ. Điều này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và ném đá dữ dội khi cho rằng cặp đôi cố tình đăng tải những hình ảnh nhạy cảm trên trang cá nhân. Ngân 98 cũng được xem là một trong những người đẹp nóng bỏng không thua kém gì nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Tình trẻ của Lương Bằng Quang cùng nhiều lần vướng vào ồn ào bị chỉ trích vì có những màn tạo dáng và khoe body, diện trang phục thiếu vải khiến người đối diện không khỏi nhức mắt. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị dân tình dòm ngó vì nghi vấn lộ clip giường chiếu. Từ vụ việc này, dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với hành động xin liên vô tội vạ của giới trẻ và chiêu trò lừa đảo của những kẻ tung tin giả mạo. Chính hành động đồi trụy và phản cảm này đã vô tình tiếp tay cho kẻ xấu hoành hành và những video clip nhạy cảm liên tục tràn lan trên mạng xã hội. Họ vô tư phát tán những clip nhạy cảm mà không hề hay biết và mảy may quan tâm đến cuộc sống của nạn nhân. Những nạn nhân sẽ luôn cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc bởi sự lãnh cảm của những người xung quanh. Bên cạnh đó, hành động xin liên cũng phản ánh một cách chân thực nhất sự suy thoái trầm trọng về đạo đức và nhân phẩm của giới trẻ hiện nay. Từ trước đến nay, câu chuyện nghệ sĩ, diễn viên hay người nổi tiếng bị rò rỉ hình ảnh nhạy cảm luôn được xem là miếng mồi ngon đối với một bộ phận cư dân mạng. Không ít người lợi dụng những sự cố này để câu view tăng tương tác, nhưng cũng không ít người cố tình sử dụng với mục đích bóp méo đời tư để câu view. Đây không chỉ là hành động xâm phạm đời tư cá nhân, mà việc lan truyền clip cũng như video với nội dung nhạy cảm và đồi trụy đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó, nữ diễn viên Thư Vũ Về Nhà Đi Con cũng gặp phải sự cố tương tự khi bị phát tán clip nhạy cảm cùng bạn trai. Việc tìm ra kẻ phát tán nguồn vốn luôn là bài toán mò kim đáy bể khi lực lượng cộng đồng mạng quá đông và tốc độ lan truyền thời đại công nghệ 4.0 còn nhanh hơn điện. Thiết nghĩ để giữ cho đời tư của mình an toàn nhất, không nên công khai clip và hình ảnh quá riêng tư lên mạng xã hội, cũng như có ý thức bảo mật thông tin cá nhân một cách tối đa nhất, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.